Chào mừng các anh chị đã đến với buổi livestream tối hôm nay, là buổi tối ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Hôm nay thì bên shop em tiếp tục lại cập bến thêm cho anh chị rất là nhiều sản phẩm mẫu mã lan đẹp. Bên em xin phép sẽ lên cho anh chị một video clip để cập nhật cho anh chị những sản phẩm hoa lan mới về ạ. Và anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại cũng như là số Zalo là 0393 998895 hoặc 0966121377 ạ. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và tất cả những mã hàng em báo là chưa có phí vận chuyển nhé. Anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Hàng về rất là nhiều loại ạ. Và hôm nay thì hàng về em sẽ lần lượt giới thiệu đến từng loại sản phẩm ạ. Và bây giờ thì em giới thiệu đến bộ máy tưới lan trước và sau đó thì đến những sản phẩm hoa lan đẹp trong ngày hôm nay nhé. Dáng hương đuôi chồn tím ạ. Chồn tím này thì vòi cũng rất là dài anh chị nhé. Cái chồn tím này em thấy là cũng thi thoảng một vài cây thì đang có nụ hoa, không phải là hoàn toàn, nhưng mà cũng đang thấy là đang đến với mùa hoa của chồn rồi anh chị ạ. Như là đang đến mùa hoa ấy, tự nhiên em thấy là trong cái nách này nó đang trồi ra những cái nụ hoa này. Bây giờ mới để ý này anh chị này, chồn tím một chậu nó sẽ là trung bình hai cây đấy, có kể là cây mẹ cây con hoặc hai cây đều nhau. Và bảng hai cây to này em bán với giá là 190.000 một bảng nhá, 190 ạ, rất là to đùng luôn ạ. Cái chồn tím này cây đẹp lắm anh chị ạ, lá xếp đẹp. Chồn tím đây này, đang mùa nụ hoa của chồn nhá anh chị nhá. Còn đây là những cái cây chồn trắng nhá, chồn trắng đột biến ạ. Để mà nói thì cái dòng đột biến thì bao giờ cũng thế, cây nó sẽ không được to như cái dòng chồn hoa bình thường. Chậu nó sẽ là hai cây, cũng trung bình là hai cây. Đây này, cái bông hoa của nó màu trắng tinh này, bông này gần tàn đấy anh chị ạ. Đấy. Một chậu hai cây đẹp như thế này em để cho anh chị là 190.000 nhá, chồn trắng bằng giá chồn tím. Chứ mọi phiên trước đây là em bán chồn trắng còn đắt hơn ấy. Lô này em để cho bằng cái giá chồn tím ạ. Koratoki ạ. Koratoki. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì về cái Koki lô là đầy bản lá rất là to, cây đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay thì sẽ có hai cỡ size đây ạ. Đây là loại cỡ size thứ nhất nhá, loại là loại số 1 này. Loại này thì cây của nó nhỏ hơn, nhưng bản lá thì rất là dày, chất lá dày ạ. Loại này em bán 120.000. Loại này là loại size 1 này. Loại số 2 thì cây của nó sẽ nhiều cặp lá hơn. Đây ạ. Loại này thì là 150.000. Đây có hai loại Koki nhá. Anh chị lấy loại nào anh chị bảo em. Loại 120 150. Koratoki đây là cái lô hôm nay về đây này. Thực ra thì người ta bán cho em cùng một mức giá ấy, nhưng mà về thì cây to cây nhỏ nhiều khi nó khó bán ấy, em lại phải chia làm hai lần như thế. Những cây 120 thì em cũng phải bán rút đi ấy. Đây, những cái cây 150 thì nó to hơn. Những cái cây 150 thì nó to nhiều cặp lá hơn. Nhưng mà lô đợt này thì chất lá rất là đẹp. Bản lá đẹp lắm. Đây, còn loại 120 nó bé bé như thế này. Cửu bảo tiên ạ. Đây ạ, cửu bảo tiên nhà em mới về cái lô hàng này. Lá xanh mướt và phải nói là cái lá lễ xếp rất là đẹp. Cây to, bản lá cũng to. Và cửu bảo tiên thì hoa nó thơm, dòng này dòng bên Thái ạ. Giá em bán là 150.000 đồng một chậu cửu bảo tiên. Hoàng thảo đùi gà dẹt hôm nay em sẽ xả cho anh chị cái lô hàng này với giá rẻ ạ. Hàng này thì em bán là 180 một cây, nhưng hôm nay thì đây, cái lô hàng này em còn gần chục chậu này. Nói thật là gà nhà em thì anh chị khỏi chê về cái độ đẹp của nó. Mầm thì lên rất là đẹp, cây khỏe luôn. Đấy, hàng thuần sẵn rồi. Vậy anh chị chỉ việc treo này thôi, cắt thân già thì cắt tỉa gần như hoàn toàn rồi ạ. Đã cắt tỉa gần như là rất là nhiều rồi, thân già ấy, trồi ra toàn thân tơ thôi. Đây gà này. Em bán cho anh chị hôm nay 150 một chậu nhá, đùi gà dẹt nhá. Gà dẹt. Đây có một chậu gà tròn này. Gà tròn có một chậu. Chậu này để 130 thôi. Cái chậu này thì hàng Tết em bán hàng Tết. Tết năm ngoái em bán hơn 200, nhưng mà bây giờ còn một chậu gà tròn. Thân nó dài ấy. Nó hơi uốn cong. Mầm của nó thì cũng ok đấy, đẹp đấy ạ. Em bán 130 cái chậu gà tròn này. Còn đâu là gà dẹt là 150. Dendro chớp Sonia. Đây khuôn bông của Sonia này. Anh chị hôm nay em quay cho anh chị cái khuôn bông của nó. Anh chị nhìn rõ nét chưa? Bông rất là đẹp luôn ạ. Đây, cả nhà nhìn cho em ấy. Cái dòng này hoa của nó còn phân nhánh ấy. Để hoa còn phân nhánh đấy ạ. Khuôn bông rất là to, rất là đẹp. Size bông. Đây, dòng này hoa size đẹp lắm ạ. Đây, một bụi Sonia thì em ví dụ cho anh chị nhá. Tất cả đều to như thế này luôn. Bụi nào bụi đấy, hôm nay toàn hàng chọn bụi to đùng luôn ạ. Đây là bụi to nhiều thân. Và hôm nay thì giá thành em để cho anh chị đồng giá là 210.000 đồng một bụi ạ. 210.000 đồng một bụi Sonia siêu to đùng và hoa thì rất là đẹp. Đấy, cây này thì cũng có cây nụ chơi được, có cây thì nụ của nó vận chuyển nó hơi bị sứt sát hoặc là thui một tí hoa. Cái này em chủ yếu em bán giống cho anh chị thôi. Bụi to với giá là 210.000 đồng một bụi. Đây ạ, đây là tổng thể cái lô vũ nữ Mingonia nhà em vừa mới về và vừa mới ra hàng xong ạ, anh chị thấy không? Hôm nay cái chậu của nó sẽ rất là nhiều thân. Lô hôm trước củ chậu có một thân thôi ạ. Mà cái thân của nó chưa chắc đã to mập như thế này nhá. Hôm nay chậu nhiều thân lắm ạ. Và tất cả hàng này đều đang có nụ hoa rất là đẹp. Đấy, nụ chi chít là lụ luôn. Phải nói là
Nhưng mà đây là màu hồng nhá cả nhà nhá. Màu hồng thì bụi nó sẽ to hơn là so với màu đỏ. Bởi vì hôm nay hàng về nó có hai màu. Màu hồng nó sẽ to hơn và màu hồng rất là sáng, rất là đẹp. Đấy, bụi hồng này, to đẹp chưa? Và em xin phép bán đồng giá cho anh chị với giá là 150.000 một chậu thôi ạ. Đấy, vũ nữ Mitonia lần này bụi nhiều thân có 150. Đây là màu hồng này. Và cái màu này là màu đỏ này. Màu đỏ thì thậu chậu của nó sẽ ít thân hơn. Nhưng ví dụ như ít thì nó cũng phải rơi từ 3 giả hành trở lên ạ. Đây là màu đỏ đậm này. Đẹp lắm anh chị ạ. Đang chuẩn bị nở ạ. Ít nhất từ 3 giả hành trở lên nhá. Đấy. Nụ thì chi chít nụ luôn. Lô hôm nay phải nói là đẹp không từ nào để chê được anh chị ơi. Nhanh tay sưu tầm mấy dòng vũ nữ mà. Hoa vừa bông to lại vừa bền hoa nhé. Dòng này ở trong Đà Lạt. Ở trong miền Nam người ta trồng nhiều lắm ạ. Bụi nó còn bụi khủng cơ. Hoa nó đỏ phải nói là đẹp. Đẹp miên man. Đấy, 150. Anh chị nào hôm nay mua 4 chậu em sẽ bao phí ship nhá. 4 chậu của cái dòng vũ nữ này em bao ship ạ. Dendrochoppip thì hôm qua em có về hơn 15 mã và em quay theo từng hình. Tuy nhiên thì nhiều khách hàng thì thấy là nó cũng nan ná nhau á. Và gần như là toàn đặt tự chọn thôi ạ. Nên hôm nay nhá anh chị ơi, tất cả những cái mã choppip này á, em quay cho anh chị này. Cây của nó công nhận là nó cũng đều như nhau, nó cũng nhiều thân như nhau anh chị ạ. Và choppip lần này cây của nó rất là cao. Đấy, cây cao hơn những cái lô trước. Giá em bán lô lần này chỉ có 220.000 một chậu choppip thôi anh chị ạ. Hàng chuẩn hoa và lần này cây lớn ạ. Cái lô này anh chị không lấy thì hơi bị tiếc luôn ạ. Chậu choppip này em còn duy nhất 5 chậu nhá. 220 một chậu. Anh chị nào mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship ạ. Đấy, còn có 5 chậu choppip. Cây tơ rất là nhiều. Đây, những cái mầm tơ này rất là nhiều, nó vẫn đang đi ngọn này. Cũng có những mầm nó thắt ngọn như thế này rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Lô này không lấy thì hơi tiếc ạ. Endo lá biên phát tài. Ngày hôm nay thì em về cái lô cây to hơn nhá. Bông hoa của nó là màu vàng. Họng của nó là họng nâu. Đấy, mắt nâu nhung này. Đây là bông hoa bói của nó nhá. Đây ạ, để em so sánh cho anh chị cái lô ngày hôm nay với cả cái lô hôm trước này nó sẽ khác nhau như thế nào. Đây, lô hôm trước em bán cái lô này là cái lô 120 nhưng mà cây thì nó rất là bé. Nhưng hôm nay thì em nhập của cái vườn này là cái lô VIP. Lô VIP hơn. Cái lô VIP hơn này thì nó như thế này. Thứ nhất là cái mầm tơ của nó rất là cao. Mầm tơ này cao như thế này, có thể là đến cuối năm nó có thể cao đến tầm 80 đến 90, thậm chí là 1 mét như cái thân này ạ. Đây, những cái mầm tơ này nó khỏe, nó phát triển nó sẽ rất là nhanh này. Và thứ hai, một chậu ít nhất nó sẽ có 2 mầm tơ như thế này. Và cây lá biên của nó biên vàng rất là đẹp luôn ạ. Đây, lá biên phát tài này. Cái lô này về có khách nhà em lấy 5 chậu. Đó. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một cái chậu lá biên phát tài mầm lên rất là đẹp như thế này nhá. Với giá là 200.000 đồng một chậu. Nhưng mà hàng này thì chất lượng hơn rất là nhiều so với lô đợt trước. Mầm cao, to, khỏe mạnh, cây cứng cáp. 200k một chậu. Mặt hoa sưu tầm. Hạc đỉnh ạ, nhà em đâu đó chắc chỉ còn tầm khoảng hơn 200 củ hạc đỉnh nữa thôi anh chị ơi. Đây, cái hạc đỉnh là hàng Tết em bán rất là nhiều rồi ạ. Cái mặt hoa của nó là màu nâu đỏ ạ. Bông hoa rất là sai bông. Cái hạc đỉnh này hiện tại thì cây của nó đang lên mầm nhá anh chị nhá. Đây, cây thì đang lên mầm nhỏ nhỏ này. Cái này em tính sẽ tính theo củ ạ. Cái này tính là một củ thôi ạ. Này là một củ này. Đấy, cây nào cũng đang lên mầm nhỏ nhỏ này. Đấy, một củ. Và hôm nay em sẽ bán cho anh chị thế này. Với đơn hàng anh chị mua ít nhất từ 10 củ cho em nhé. 15.000 một củ thôi ạ. 15.000 đồng một củ thôi ạ. Đó, 15.000 đồng một củ anh chị ơi. Hàng đỉnh đang lên mầm rồi ạ. Tết thì em toàn bán hàng tác phẩm thôi, 300-400.000 một chậu cơ, có 5 củ thôi. Nhưng hôm nay này, một củ này có giá là 15.000, 150.000 anh chị được 10 củ tha hồ ghép anh chị ạ. Đây, hôm nay nhà em đã cắt tỉa sạch sẽ dễ rồi. Anh chị về cái này cũng phải cắt tỉa sạch sẽ dễ đi nhá. Sao anh chị trồng lại rất là dễ. Giá thể nó là sơ dừa vụn trộn với đất, trộn với có thể là vỏ thông cũng được. Đa phần là sơ vừa dừa vụn trộn với đất. Đây, những cái cây này em đã lọc ra những cái củ bé bé xíu này em để lại này. Những cái đơn nào mà củ nhỏ thì em sẽ kém thêm, tặng thêm cho anh chị 1-2 củ. Còn đây là những cái củ mà trung bình đang lên mầm, là những cái củ là tương đối ok đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoa nở chuẩn Tết và hoa rất là bền, rất là thơm. Sunset Bangkok đỏ, sunset đỏ. Tiếp tục lại vừa về thêm một lô hàng mới toanh anh chị nhé. Cây lá xếp V đều tăm tắt như thế này. Hàng này ngoài thị trường người ta bán 150, 180 cơ anh chị ạ. Đấy, đẹp lắm rồi anh chị ơi. Đấy, cây đều lá xếp V này. Em chia sẻ cho anh chị một cây sunset đỏ, hoa sai, đỏ quanh năm. Hoa thơm nữa, em bán với giá là 130.000 một chậu nhé. 130 ạ. Dendro vàng mắt đen ạ. Cái dòng này là cái dòng hoa rất là sai bông, mà hoa thuộc dòng Dendro xuân hoa vàng. Cái này anh chị ơi, nó nở hoa rất là sai nhé. Mà ví dụ như những cái thân này nó còn sau, những cái thân mắt hoa nó chưa lên hết. Nó sẽ lên ki ở những cái thân này anh chị và cắt ra. Sau đó thì anh chị lại ươm ki như họ này. Đấy. Cái này hôm nay em còn vài giò em dọn vườn em thanh lý nha anh chị nhé. Hàng này hàng em bán 150 một giò đấy ạ.
Đây, hôm nay giò số 1 này, giò này hai mầm tơ đẹp chưa? Giò em để cho anh chị 90.000 này. Những cái thân già này kể cả nó bị gập này thì không có quan ngại anh chị nhá, nào lên mầm anh chị lại cắt ra hết. Quan trọng nhất là cái thân mầm nó không sao, 90.000 này. Chậu số 2 3 mầm. Có một cái mầm này nó hơi cong, cái mầm nó cong queo này ta. À hai mầm dài. Đây cái thân này nó lên kỳ dài chưa? Chậu số 2 thân này hơi cong một tí. Chậu này cũng to đẹp đấy anh chị ạ. Em cũng bán 90 rồi. Chậu số 3 cũng hai mầm. Mầm này thì lỗi ngọn một tí này anh chị này. Lỗi ngọn một tí. Mầm này đang lên hoa này. Cái này còn chưa lên kỳ tí nào luôn nhá. Đang lên mầm nhiều mầm gốc lắm. Đây, đang đẩy chuẩn bị đẩy mầm gốc. Mã số 3 70.000. Và mã số 4 này. Mã số 4 một cái này nó bị lỗi ngọn này. Cái này ngọn ok này, mầm gốc đang lên này. Đây cái này đang lên kỳ. Cái này 70.000. Tiếp theo là 70.000. Đấy, có 4 mã nhá. Dendro này là dendro vàng mắt đen hay vàng kim cương ạ. Hoa rất là đẹp, rất là sai bông. Hoàng phi hạc mắt đen cả nhà ơi. Cái dòng hoàng phi hạc mắt đen này là cái dòng mà hoa của nó màu vàng ươm và cái mắt của nó là màu nhung đen ạ. Cái dòng này thì hôm nay thì em về cái lô này bụi của nó khá là nhiều thân. Chủ yếu là anh chị sưu tầm giống cho em nhé. Cái hoàng phi hạc mắt đen này trồng dần dần nó nhân giống ra, bụi nó to ấy. Cái này là bụi nó to bọn em còn phải buộc túm lại để cho nó đỡ bị xòe đấy. Về trồng nó là dòng thân thòng. Em bán chia sẻ anh chị 150.000 đồng một chậu hoàng phi hạc mắt đen. Đây hôm qua hàng mới về hôm nay còn số lượng ít ạ. Đây có mấy cái chậu mà thân nó dài hơn thì nó ít thân hơn. Chậu nào mà thân nó ngắn ngắn lùn lùn thì lại nó nhiều thân hơn ạ. Hải yến tím bông to ạ. Cái dòng này đây anh chị ơi, chậu nó sẽ là một bảng này sẽ là bảng 2 cây lâu lắm em mới về cái hải yến anh chị ạ. Mà cái khuôn bông của loại này rất là to, bông hoa tím đậm cơ. Chậu nào cũng 2 cây đều đều như thế này ghép một trên một cái bảng nhựa. Và anh chị có thể ốp vào trong một cái gỗ hoặc là cho vào chậu tùy thích. Và một chậu trung bình 2 cây như thế này em bán với giá là 140.000 nhá. 140.000 một bảng hải yến thôi. Số lượng nó có ít thôi ạ. Đây, 140 thôi. Rất là đẹp, rất là rẻ. Dendro đa răng xưa. Dòng Dendro hàng Tết và hàng này trọng phi 18 thuần than. Căn bản là lô này là em bán trong Tết là em bán hơn 200 cơ. Đấy, trong Tết em bán hàng hoa và cuối năm vừa rồi thì em bán còn dư ra một vài chậu. Bây giờ thì anh chị để cho nó lứa hoa tới nha anh chị nhé. Nó mới lên hoa đầu ngọn thôi, còn nhiều nách hoa với cả mầm gốc đang lên rất là đẹp. Đây tất cả là hàng thuần than hết anh chị nhé. Cây khỏe, cứng cáp, mập đẹp. Em bán là 90.000 đồng một chậu. Cái lô này em xả thanh lý lỗ. Còn đâu đó tầm khoảng 5 đến 7 chậu nữa thôi là hết hàng rồi ạ. Cái đa răng này là hoa tím đậm và cái dòng này đi thi triển lãm hoa lan. Rất là nhiều cuộc thi hoa lan đẹp và được giải. Tiếp đến là những cái bông trầm 6 mắt hiện tại thì đang hé nở rồi anh chị này. Cánh của nó cũng khá là bầu đẹp đấy anh chị ạ. Đấy, 6 mắt đấy ạ. Trầm 6 mắt. Rất là đẹp luôn anh chị nhá. Và hôm nay thì chia sẻ cho anh chị những cái bảng này thì chuẩn hoa. Tuy nhiên thì nó cũng đang xuống lá để chuẩn bị cho hoa. Hoặc là nó chưa ra hoa như thế này. Tắt ngọn hết rồi. 110.000 đồng một bảng trầm 6 mắt nhá. Hôm nay anh chị là mua 2 bảng, em tính cho anh chị là 100. Mua 2 bảng có 200.000 thôi ạ. Em có một số mã hàng thuần than của một số dòng như là bò tím này, bà liễu xưa này, kinh ba này. Đấy hôm nay thì em sẽ quay theo hình cho anh chị nhá. Một số cây nó hơi lỗi xấu tí, lỗi tí lá em sẽ thanh lý cho anh chị giá rẻ. Hàng toàn bộ là hàng thuần than. Chậu này là chậu số 1 này. Chậu số 1 là một chậu kinh ba. Nó là mầm nó quá là mập luôn. Đấy ạ. Có mỗi là cái mầm này nó lên nó kiểu như nóng quá nó bị hỏng cái đầu ngọn của cái mầm này này. Duy nhất một mầm này thôi, còn đâu những cái cây này không có vấn đề gì ạ. Chọn em thanh lý cho anh chị nhá. Một chậu to đùng như này với giá là 110.000 đồng. Chậu số 2 này, chậu này thì rất là đẹp luôn. Đây cũng có một cái mầm này nó lên nó bị lỗi này. Đấy, một cái mầm nhỏ thôi. Còn đâu chậu này rất là tùm luôn. Chậu này 130.000 nhá. Chậu kinh 3 số 2 này. Chậu số 2 là chậu kinh 3 rất là lùm, nhiều thân, mầm mập lắm anh chị ạ. Chậu số 3 nhá. Chậu này thì không có lỗi lầm gì đâu, cây rất là cao to khỏe mạnh luôn. Chậu rất là đẹp luôn ạ. Chậu này kinh 3 này. Đây, chậu này chậu 130 nhá. Chậu này cho em bán 180.000. 180 ạ. Chậu này cao to như đang chuẩn nhú nụ này, mập lắm, mầm đẹp. Chậu số 4 em lên cho anh chị chậu bò tím này. Chậu bò tím này thì đang thắt ngọn chuẩn bị cho hoa này. Bò tím chậu số 4 này, chậu này 150.000. Chậu bò tím số 5 này, đây bông hoa bói ra cho anh chị đây. Cái bông hoa này thôi về anh chị cắt đi dưỡng cây cho em.
ở chậu số 5 này thì cái mầm này nó hơi lỗi. Thôi chậu này em tính cho anh chị là 90.000 nhá. 90.000 chậu số 5. Chậu số 6 là bò tím này. Đây bông hoa của nó đang lên này. Rất là đẹp. Chậu này không có vấn đề gì cả. 150.000. Chậu số 6. Chậu số 7 một chậu ba liễu xưa hoa thơm. Chậu này cũng bị vận chuyển nó bị lỗi ngọn này. Đấy, chậu này thanh lý cho anh chị 90.000 này. Đấy, to hơn cả cái chậu phim 12 này. Nó bị lỗi ngọn một cái thân cao nhất. 90.000 thôi. Mã số 8 cũng là ba liễu xưa này. Cũng bị lỗi một cái ngọn, đầu ngọn vận chuyển nó bị gãy. Chậu này thì to cao mập hơn, nhiều thân hơn. Đây như thân này đang nhú nụ tiếp này. Chậu này bán 110.000 đồng này. Mã số 8 này và cuối cùng mã số 9. Cây này là cây trăm, cây bà liễu xưa. Ngọn này vẫn đang phát triển đi ngọn nha anh chị nhá. Thân rất là dài, không có lỗi. Chậu này không có lỗi lầm gì đâu. Thuần than, thân rất là dài. Chậu này em để cho anh chị là 140.000. 140.000. Và tất cả những cái mã phi 18 hôm nay em có. Những cái mã nào nó hơi lỗi nhẹ là em sẽ thanh lý cho anh chị với giá rẻ rồi. Hỏa hoàng cam, cây lá xếp. Và cây này đợt này thì cây mẹ bồng cây con nha anh chị nhá. Đây ạ, một mẹ của nó đang bồng ra những cái con rất là nhỏ nhỏ xinh xắn như thế này này. Hỏa hoàng cam thì bản chất loại này thì cây nó không nó to đâu. Nhiều anh chị thì chơi cái hỏa hoàng cam này chắc là mới chơi ấy, thì cứ nghĩ là cây nó phải to tướng như thế nào. Tại vì em quay cũng phải quay sát cách bằng một sải tay thôi ạ. Bản chất cây này nó bé, nhưng mà cây này nó thuộc diện cây to. Có những cây bạ hỏa hoàng cam bé xíu xíu như thế này, các anh chị nhìn có sốc nữa cơ. Hôm nay chia sẻ cho anh chị một cây hỏa hoàng cam mẹ bồng con này với giá là 140, 140.000 một bảng. Cái này về treo thôi cũng được, hoặc trồng chậu nó đẹp hơn. Dendro 5 cánh trắng. Dòng này là thuộc dòng Dendro Xuân ạ. Và cái loại này thì đợt này thì em đang nhập được một cái mức giá rất là rẻ ạ. 85.000 đồng một chậu thôi ạ. Mặt hoa thì cũng khá là đẹp, màu trắng họng vàng. Và cây của nó trung bình từ 4, 5, 6 thân. Ví dụ như chậu này 6 thân này, cũng có chậu 4 thân ạ. 4 thân thì cây của nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng những chậu nhiều thân như này cũng rất là đẹp. Chỉ có bao nhiêu? 85.000 thôi. Anh chị hôm nay mua 2 chậu thì em sẽ tính cho anh chị là 150.000. Và giá hôm nay sẽ ưu tiên cho anh chị mua 4 chậu nha anh chị nhá. Anh chị là hôm nay mua 4 chậu em tặng thêm cho anh chị 1 chậu. Lô này em về nhiều quá, em sẽ xả hàng. Đấy ạ, 85.000. Một chậu, còn mua lẻ một đôi này là 150 này, 150 được 2 chậu này. Mua 4 chậu em tặng thêm 1 chậu nhá. Hôm nay em xả cái lô này em còn hơi nhiều. Thật sự là mọi người với cái giá xả này anh chị mua được giá rất là rẻ, gần như em bán giá lỗ rồi đấy ạ. Sơn thủy tiên đột biến anh chị nhá. Em còn những cái rề sơn thủy tiên thì nó khá là khủng. Ra chơi hàng khủng này thì nó sẽ đã hơn rất là nhiều so với những cái khóm nhỏ nhỏ kia. Bởi vì nếu những anh chị là kinh tế vừa phải thì mình chỉ lấy những cái hàng mầm nhỏ thôi. Nhưng mà riêng loại này thì một cái rề to này, mầm nó cũng lên mập như này mà năm ngoái anh chị này. À vừa rồi á, cái đợt vừa rồi là cái đợt hoa của nó. Tất cả cái lô sơn thủy tiên đột biến này nhá, em lấy về khi mà nó đang nở hoa. Đó, và do là đợt vừa rồi nó nhiều hoa, nhiều hàng quá em bán nó không xuể. Đây hôm nay cái giá này em đang bán là giá thanh lý, đã giảm giá rất là nhiều so với cái thời điểm lúc mới về hàng hoa. Ví dụ như một cái rè 1 triệu mốt này là trước đây là em hôm qua em quay là cái giá cũ của nó rơi tầm 1.350.000 ạ. Tức một cái rè đã giảm 250 rồi đấy. Và tất cả những đơn sơn thủy tiên to ngày hôm nay nhá. Đấy. Em sẽ bao ship cho anh chị nhá. Anh chị nào lấy hôm nay rè sơn thủy tiên này em sẽ bao phí ship. Đấy. Nếu anh chị mua vào thời điểm hoa thì nói chung là anh chị có thể nhìn được mặt bông thôi. Nhưng mà yên tâm là tất cả những hàng này đã nở hoa tại nhà em rồi. Đây là cái lô thân dài. Đấy, cả nhà nhé, cả nhà nhìn hộ em này. Những cái sơn thủy tiên thân lùn này. Đấy, thì chậu của nó chỉ ba mắt nụ như này thôi. Ví dụ như thân này cũng thuộc là thân cao đấy. Cũng thuộc thân cao á. Nhưng mà ý là những cái thân mà nó ngăn ngắn như thế này nó chỉ ít mắt nụ hơn. Nhưng những cái thân dài này mắt nụ nó siêu nhiều luôn. Ví dụ như chậu này nó rơi tầm 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mắt nụ. Mới lên 2 mắt nụ, còn 5 mắt nụ chưa lên hoa nhé. Có thể năm sau nó sẽ đẩy hoa tiếp đấy anh chị ạ. Mắt nụ đang sưng như này. Rể nó to khủng lắm. Đây ạ, em có rể số 3 này, rể 970 này. Rể nó hôm trước cũng 1.2 triệu gì đó ạ. Rất là đẹp luôn, cả một rể to đùng luôn. Mầm lên rất là khỏe. Những cái mắt thân tơ này còn rất là nhiều mắt chưa hoa nha anh chị nhá. Năm tới này vẫn còn nở hoa vào những cái mắt này. Ví dụ như thân này vẫn thân tơ nhìn này. Rất là nhiều mắt nụ. 970.000 cái dê siêu to đùng này. Mã S4 này 1.1 triệu này. Mã này thì cực vip luôn. Dê to khỏe mầm đẹp nữa. Ba cái mầm lên dài ngoằng này, đẹp mê ly luôn. 1.1 triệu mã S4 này, nhiều thân. Tiếp theo là mã S6 này. 430. Cái này là miễn ship luôn đấy nhá.
nguyên dề thì sau này nó đẻ mầm nó khỏe, nó nhiều mầm. Mã tiếp theo, ôi chết rồi, mã này sao lại ghi là A6 nhỉ? Đây mã này thì em ký hiệu là mã S7 đi. Mã S7 nha. Mã S7 là bao nhiêu? Mã S7 em để cho anh chị là 400.000. 400. Mã S8, mã này to đùng 720. Sơn thủy tiên đột biến ạ. Đây, hôm nay có 5 mã này em bao ship luôn. Giá nó bao gồm tiền phí ship ạ, cái này em tặng tiền cước cho anh chị. Vũ nữ mèo cam em còn 4 bụi cái loại giá rẻ này. Cái loại này thì lần này bụi nó cũng rất là to, nhiều thân. Mà em bán có 150 một bụi. Cái mèo cam lô này anh chị không lấy hơi tiếc nha anh chị nhá, bởi vì số lượng nó có hạn mà. Rất là đẹp, có 150. Còn cái loại là có loại 200. Hôm rồi bán 200, còn một chậu duy nhất. Em sale cho anh chị là 170.000. Đấy, còn một chậu loại này là loại 170 này. Đai châu hồng blue này. Hàng này hàng 150, hôm nay em xả này anh chị này. Cây của nó thì nhiều cây nó vẫn ok, thì thoảng nó sứt săn lá một tí thôi, hoặc là rớt cái lá chân. Hai cây này. Còn ba cây hồng blue này, đẹp này. Loại này em bán cho anh chị là 100.000 một cây nhá. 100.000, xả nốt 100.000. Đai châu hồng blue 100k cây. Đai châu hồng cánh sen lá mít này. Đây lá mít bản lá ngắn rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay em có một vài cây thôi ạ. Một vài chậu lá mít ngắn, đẹp, lá xếp V 150.000, hồng cánh sen còn có vài chậu 150.000 giá rẻ. Hồng cánh sen, hàng chuẩn ạ. Hoàng nhạn tháng 4, đây là những cái cây hàng rừng mà hàng rời với anh chị ghép này. Em có chậu số 3, mã số 3 hoàng nhạn tháng 4 là 70.000 này. Một cây rời. Tiếp theo mã số 15, 60.000 đang lên rễ non này. 60.000. Mã số 10, 130.000, cây này to, bản lá to như cây bốn nò luôn. Hàng rừng của mình đấy, mã số 10 này. Tiếp đến là mã số 11, 90.000. To đẹp. Mã số 8, 70. Mã số 12, 30, cây này rớt lá chân một chút. Mã số 5, 60. Mã số 13, 50. Hoàng nhạn nhá, hoa thơm lắm ạ. Mã số 4, 80. Ô, cái này bị lỗi lá. Thôi cái này bán 60 đi. Và mã số 14, 50.000. Lỗi lá nhẹ, 50.000 lá xếp V. Em thanh lý cái hoa hồng đỏ này nhá, anh chị nhá. Hàng này là hàng em bán 60.000 một cây ấy, nhưng mà nó bị rớt lá chân. Hôm nay em thanh lý cho anh chị là 100.000 3 cây. 100.000 3 cây, 2, 4, 5. Bạn là lấy nốt cả cái đống hoa hồng đỏ này em để cho anh chị với giá là 160.000. 160.000 nhé. Dendro tím đậm còn một cây này. Nhiều thân, 60.000. Dendro tím đậm. Sang bên đây dendro nhà em còn ít mà. Nắng 4N còn 2 cây này. Em để cho anh chị 50.000 một cây. Nắng 4N 50.000 một cây này. Bò blue tính cũng 50.000 một cây luôn này. Còn một lavender màu trắng này, 40.000 này, xả nốt 40.000 này. Còn một cây thỏ vàng này. Còn một cây thỏ vàng tính 50.000 này, cây này vẫn đẹp tính 50k này. Cây an ba xưa này vẫn đẹp tính 50.000 này. À đây cũng lại hạn an ba xưa. Còn ba cây an ba xưa 50.000 một cây. Ba cây an ba xưa, ôi giời, chết. Nó dài quá thành ra nó đổ nghiêng đổ ngã này. Đan ma xưa đợt này dài. Đây cái dendro này thì em đang giảm giá. Còn vài hôm nữa này em về lô mới ạ. Tất cả dendro này bán 60 hết ạ. Hôm nay em giảm giá nhé. Có những cây nó vẫn còn đẹp đấy ạ. À kiều vương đột biến nha, em lại về thêm này anh chị này. Hàng hôm trước thì đã hết rồi đấy anh chị ạ. Chậu hôm nay thì cũng là thuộc cái dòng chậu nhiều thân. Cây cao to khỏe. Nó là một trong những cái dòng kiều mà sưu tầm hoa rất là đẹp. Hoa độc lạ, hoa tròn, bầu và hoa trắng tinh. Hôm nay em chia sẻ cho anh chị một chậu kiều như thế này với giá chỉ có 220 thôi ạ. Nếu anh chị mua những cái chậu kiều mà cách đây 2-3 năm trước á, thì anh chị chỉ sưu tầm được những cái chậu mà nó bé xíu mà như thế này mà đã rơi tầm 300 rồi anh chị ơi. Đợt này kiều giờ nó rẻ hơn đấy ạ. Chậu to này có 220.000 rất là đẹp. Kiều đột biến ạ. Kiếm đỏ thái ạ. Những cái bụi kiếm đỏ thái hôm nay thì rất là nhiều tép. Cái này thì anh chị có thể trồng một chậu khủng, hoặc là anh chị có thể là
tách ra để trồng thành nhiều chậu nhá. Cái dòng này kiếm đỏ, bông đỏ đậm và vòi rất là dài. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị giống chuẩn của lô kiếm đỏ này với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi ạ. 120k một chậu kiếm đỏ. Rô 5 cánh trắng họng tím này. Đấy, anh chị ơi, cái bông hoa của nó đây rất là thơm luôn. Và cái chậu đợt này nó về rất là nhiều thân anh chị nhá. 180.000 đồng một chậu. Dòng này thì siêng bông và dòng này thì chuẩn hoa rồi anh chị ạ. Mặt hoa của nó bói lên một số những cái cây anh chị biết rồi. Lô này nhiều thân, có những lô về nó lô thơ ít thân hơn rất là nhiều. Mà giá có 180 ạ. Mê công xanh lá biên ạ. Em còn duy nhất 4 chậu thôi cả nhà nhé. Lần này là cái mê công xanh này em về là cái loại cây to. Dòng này dòng đen đô nắng và lá biên phát tài. Và cái bông hoa của nó cũng viền biên đấy anh chị ạ. Cây to đẹp như thế này em bán 150 một cây thôi ạ. 150.000. Mê công xanh lá biên. Cái lá biên của nó đẹp lắm. Cù lá biên phát tài cả nhà ơi. Hôm nay em có về cái mã này thì nó lại là thuộc dòng cây cảnh nhá. Đấy, nó là cây cảnh và cây để bàn hoặc là cây trang trí nhà. Cái cây cẩm cù này nó là dòng dây leo ạ. Đây là em cung cấp cho anh chị cái giống của nó là giống lá trái tim và lá biên phát tài. Cẩm cù thì trước đây em cũng mua cái loại cẩm cù mà lá không biên rồi đây ạ. Cái loại ngày xưa em mua cái loại lá không biên là cái loại như thế này. Và vừa rồi em bán cho một khách hàng cái giỏ ấy, nó cũng rất là to. Cái cẩm cù ấy ạ. Đó, lá trái tim nhưng lá hôm nay là lá biên anh chị nhá. Đây hoa cẩm cù thì hoa nó thành từng chùm, đây là hoa bói rồi. Cái loại này nó còn leo dàn cơ. Cái này loại này nó rất là nhiều mặt hoa và nó còn neo dàn, hoa nó thành từng chùm như cái quả tú cầu luôn. Cái cẩm cù nó có một điều đặc biệt là anh chị có thể dâm bằng lá nhá. Đây ạ, tất cả những cái chậu này nó sẽ là có cuống cây này. Đấy. Sau rồi nó đẻ này, nó lên dễ là đẻ nhánh được như thế này. Nó lên này, phân nhánh nó lên ngồng rồi nó leo dàn này. Cái này anh chị có thể trồng ở ban công hoặc anh chị trồng ở hàng rào cũng được. Lá rất là đẹp mà cây đẹp nữa chứ. Đấy. Chia sẻ cho anh chị một cây cẩm cù lá biên phát tài và mặt hoa thì anh chị có thể tham khảo những mặt hoa nhé. Em cũng không chính xác được mặt hoa lắm đâu nhưng mà đây tìm được kiếm ở trên mạng. Cái mặt hoa cẩm cù thì nó rất là đa dạng và loại này thì hoa nó rất là thơm anh chị nhé. Riêng cẩm cù này hoa cực kỳ là thơm. Và chia sẻ anh chị là một chậu cẩm cù lá biên này, trái tim, lá trái tim luôn. Cẩm cù trái tim lá biên phát tài 85.000 đồng một chậu. Anh chị nào hôm nay mua cái này phải mua ít nhất từ 2 chậu anh chị nhé. Cái này em gửi sẽ gửi từ 2 chậu. Còn nếu mà gộp cùng các hàng hoa lan khác thì anh chị có thể mua một chậu. Bởi vì loại này là loại dây leo, sau này nó còn anh chị có thể trồng những cái này trồng ra sang những chậu khác, san chậu ra. Bởi vì cái này sau nó còn đẻ mà cái này trồng bằng đất nhá. Giá là 85.000. Đen rô tím đậm ạ. Trời đất ơi, cái lô này em về em bán rẻ ơi là rẻ rồi mà vẫn ế này anh chị này. Bởi vì nó không phải là mùa hoa của nó. Đấy, hàng giống thì nó như vậy thôi. Hàng này thì em đai châu hoa trắng á. Đai châu trắng này là dòng của Thái Lan và hoa nó chuẩn này. Năm vừa rồi là ra hoa rồi anh chị này. Cái ngọng hoa của nó cũng đã bói rất là dài, bông rất là đẹp. Lô lần này này, bản lá xếp V luôn. Lá xếp ngắn xếp tụt luôn anh chị nhá. Cái lô này rất là đẹp luôn. Châu trắng thì bữa trước anh chị mua là 150 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì cái lô này em vợt được một cái lô mà nhà vườn đã xuất với giá rẻ hơn. Giá hôm nay chỉ có 130.000 thôi ạ. Đấy, 130k một chậu đai châu trắng, hoa rất là thơm. Và hôm nay chị là mua 3 cây đai châu em sẽ bao ship nhá. Với 3 cây chỉ có 390.000 em bao phí ship cho toàn quốc cho anh chị rồi. Em có về một cái lô đai châu cam nhưng cây nhỡ nha anh chị nhá. Cái loại size to hàng chậu gỗ thì em bán 220. Nhưng hàng này hàng cây nhỡ, nó sẽ nhỏ hơn loại kia và cây nó ít năm tuổi hơn. Nhưng với cái mức giá tiền hôm nay thì anh chị chắc chắn là sẽ sưu tầm được một cây cái cam rất là đẹp mà rẻ. 95.000 đồng một chậu đai châu hoa màu cam. Màu cam lửa nha anh chị nhá. Hoa rất là rực rỡ đấy ạ. Và dòng này hoa thơm lắm ạ. Màu cam. Và anh chị là riêng cái màu cam này anh chị phải lấy 5 chậu mới được bao ship anh chị nhá. Riêng các loại châu khác từ 100 mấy trở lên là mua 3, nhưng mà riêng những cái loại này là cái hàng mà đã giá nó thành nó thấp ấy thì anh chị phải mua 5 chậu em mới bao ship được ạ. Đai châu Thái thì hiện tại em còn mấy màu ạ. Đây là màu đỏ tím này. Cái đỏ tím này còn 3 cây nha anh chị ơi. Đỏ tím còn 3 cây, lá xếp V rất là đẹp. Loại này hôm trước bán 250, hôm nay bán cho anh chị 230 một cây. Còn sang bên đây là cây cam. Cam lần này to lắm ạ. Cam to lần này mà được còn giảm giá cơ. Theo thông thường thì nó là 250 đấy, nhưng lần này đang giảm giá có 220.000 thôi. Đây cam đây này, có 5 cây cam to rất là to. Và cái màu cam này hoa nó thơm lắm anh chị ạ. Đai châu nhỡ anh chị nhá. Nó không phải là dòng giống nhưng nó cũng không phải là dòng châu to. Cả nhà nhìn hộ em này, em cách cho anh chị bằng một sải tay ạ. Đấy ạ, cây nó cũng không quá to đâu nhưng mà lá lần này thì nó cũng rất là đẹp. Đấy. Nhiều cây lá mít lắm anh chị ạ. Lá càng mít thì cây càng bé. Đó. Còn cây lá dài thì nó sẽ to hơn.
Và hôm nay thì em chia sẻ anh chị cái lô đai châu nhỡ này với giá là 75.000 đồng một chậu ạ. Đấy, 75k thôi. Cây này nó cũng vừa vừa thôi nhá, bởi vì có vài chục nghìn một cây châu. Còn cây châu giống bé xíu xíu đã 30.000 rồi anh chị ạ. Đó, rất là đẹp. Châu Thái hoa thơm ạ. Còn duy nhất hai chậu hỏa hoàng hồng nhá. Đây là mã số 1 này. Cây là một cây thẳng rất là dài. Và cây này thì đang hơi nhú nhú những cái cây con ở dưới. Đấy, con nó hơi nhỏ nhá. Và đây là cây số 2 này. Cây này thì thân của nó sẽ hơi cong, nhưng mà nó đẻ ra rất là nhiều con, rất là nhiều con. Thì hai cái cây này em bán đồng giá là 150.000. Đấy, anh chị thích cây hỏa hoàng hồng, thích cây nào thì anh chị báo em. Còn hai cây duy nhất ạ. Đô Hibiki em còn vài chậu em xả hàng này anh chị này. Cái Hibiki bụi vẫn to nhá anh chị nhá. Loại này em bán 150 một cây. Anh chị hôm nay mua hai chậu em sẽ bao ship cho anh chị 300.000 em bao ship. Mua hai chậu Hibiki em sẽ bao ship anh chị. Dòng này hoa của nó tím đậm. Ngày xưa cái giống này nó đắt lắm anh chị ạ. Hoa nó sai như quả cây khế đấy. Sai như hoa khế luôn. Này hoa nó theo từng chùm như này. Cây thân thấp này nó đã rất là nhiều hoa. Còn cây này nó còn sẽ phát triển về chiều cao nữa. Sau khi phát triển chiều cao nó sẽ còn sai hoa rất là nhiều ạ. Thế ra thì em vẫn có chương trình là mua 3 chậu cát miễn phí ship và sẽ gửi cho anh chị ít nhất từ 1 chậu anh chị ạ. Làm sao mà gộp đủ 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship. Cát nhà em thì chuẩn hoa. Đầu tiên thì giới thiệu anh chị cái cát màu đỏ son. Cái này là hoa của nó màu như màu son môi ấy. Hoa nó đỏ đậm rất là đẹp. Bụi nhiều thân như thế này là 130.000. 3 chậu 390 miễn ship, hoặc có thể gộp thêm một loại khác. Tiếp theo là cát trắng lưỡi tím ạ. Dòng cát trắng lưỡi tím này bụi cũng rất là to. Đấy, bông của nó là dòng bông đại, bởi vì đây là cát một lá. Còn cái đỏ son kia là cát hai lá. Cái trắng lưỡi tím này bông đại, bông to lắm ạ. Đẹp, em bán với giá là 130.000. New Hammer ạ. New Hammer bụi lần này thì rất là to, đẹp, nhiều thân. Và giá lần này thì mềm mại hơn so với các đợt trước. Em chỉ còn 3-4 chậu nữa thôi. Cái New Hammer lá mít nên là nhiều khi vận do quá trình vận chuyển cái lá của nó hơi bị dập dà một tí, anh chị thông cảm nhé. Cát dòng cát là như vậy đấy ạ. 160.000 đồng một chậu New Hammer. Vàng môi son này. Dòng vàng môi son mới về này. Bụi cũng rất là nhiều thân. Bụi to nhiều thân. 130.000 đồng một chậu. Cái dòng vàng môi son này còn có tên gọi khác là cây tú cầu vàng nhá. Hoa nó chùm rất là đẹp. Tím đậm nhá. Cái dòng tím đậm này thì hoa của nó rất là đẹp. Anh chị ơi, bông nó to lắm ạ. Và bông của nó rất là thơm. Dòng này thì em bán cho anh chị một bụi nhiều thân như thế này. Giá chỉ có 120 thôi. Anh chị mua 3 chậu hôm nay em sẽ miễn ship ạ. 3 chậu em miễn ship. Cát tím Đài Loan lại vừa về thêm này anh chị này. Lần này bụi nó to lắm anh chị ạ. Tím Đài Loan, bụi to nhiều thân này. Em để cho anh chị 200.000. Đấy, hoa tím đậm mà nhá. Và bông của nó là bông đại, bông siêu to đùng luôn. Tím Đài Loan, cái lô này đẹp chất lượng lắm ạ. Nhớ nhá, gộp 3 chậu cát em miễn phí ship rồi ạ. Tiếp nữa xem bên đây, đó chính là cây Taiwan Gold ạ. Dòng cát Đài Loan và hoa rất là to, rất là đẹp. Cái dòng này hồi đầu em nhập ạ, rất là cao luôn. Cái hồi đầu em nhập Taiwan Gold giá cao cực kỳ. Giá bán lẻ ra hồi đầu tiên đã là 220.000 rồi. Nhưng dạo gần đây thì em tìm được một cái nguồn nó ổn định hơn và cái giá thành nó mềm mại hơn ạ. Một chậu Taiwan Gold to đẹp như thế này có giá chỉ có 180.000 thôi. Hoa nó màu vàng, lưỡi đỏ, cánh chớp đỏ rất là đẹp luôn. Lô này đẹp nên là em lấy nhiều nhá. Đợt này thì anh chị không bị nhỡ hàng đâu ạ. Mọi phiên toàn bộ bị nhỡ hàng của cây Taiwan Gold này rất là nhiều. Sang bên đây nữa thì đây đó chính là cây Kinh Công Đỏ ạ. Cát Kinh Công Đỏ là một dòng cát hoa màu đỏ và bông to. Dòng cát bông đại, Kinh Công Đỏ đây. Rất là nổi tiếng trong giới lan cát ạ. Chậu này cũng là giống size to, nhiều thân. Cát Kinh Công Đỏ này em cũng bán là 200.000 đồng một chậu. Nhớ là mua 3 chậu miễn ship nhỉ. Và tiếp theo thì sang bên đây thì em có một số mã cát tiếp theo là cát Khổng Tước Đỏ. Dòng Khổng Tước Đỏ này thì hoa chùm nhá. Bụi của nó rất là nhiều thân và sai hoa. Dòng này hoa thơm nhá. Khổng Tước Đỏ này đã từng ra hoa nhà em rồi. Bụi to như thế này em bán với giá là 130.000 đồng một chậu Khổng Tước Đỏ. Tiếp đến là cát Ông Trời Lửa. Cái dòng cát Ông Trời Lửa là cái dòng cát mà hoa của nó màu đỏ rực rỡ luôn ạ. Màu đỏ rực rỡ và hoa cực kỳ là đẹp. Ông Trời Lửa này em bán với giá là 130.000 nhá. Ông Trời Lửa. Tiếp theo sang bên đây đó chính là cát Red Đỏ ạ. Cát Red Đỏ. Red Đỏ là cái dòng cát mà hoa của nó như màu đỏ đậm. Màu đỏ đậm. Đây ạ, cây tơ mầm tơ rất là đẹp. Red Đỏ này em bán 120 thôi ạ, 120. Vàng Lưỡi Đỏ. Vàng Lưỡi Đỏ bông đại.
Đây ạ, cái lô vàng lưỡi đỏ này em chỉ còn duy nhất tầm vài chậu thôi ạ, là hết hàng. Vàng lưỡi đỏ bông đại này em bán với giá là 130.000. Cắt kinh Koran đổi màu. Về một lô hàng mới toanh anh chị nhá. Hôm trước kinh Koran còn một chậu em đã thanh lý bán nốt rồi. Hôm nay cái lô kinh Koran này về này, thân to, mập khỏe. Dòng này là một trong những cái dòng phải nói là rất là thơm. Cái lô kinh Koran hôm nay em để cho anh chị với giá chỉ có 220.000 thôi ạ. Ai mua cái kinh Koran từ cái hồi đầu tiên nó sẽ là một cái chậu này là 250, từ cái hồi đầu mà em bán cát đấy ạ. Đấy, như hôm nay thì chỉ có 220, một cái lô rất là bự, rất là nhiều thân. Còn sang bên đây là cây chớp ngọc ba màu ạ. Chớp ngọc ba màu là một cái dòng cát hoa cánh chớp và hoa rất là thơm. Dòng này thì siêng bông. Lô này cũng có rất là nhiều cây đang có mèo này cả nhà này. Chớp ngọc ba màu lần này đang có mèo rất là nhiều này. Đây là dòng chậu to, size to và em bán là 200.000 đồng một chậu chớp ngọc ba màu nhá. Riêng cát thì có chương trình là mua 3 chậu miễn phí ship ạ. Cát hồng phấn ạ. Dòng này thì cây của nó giả hành thì cũng nhiều thân nhưng cây của nó lùn nhá. Dòng này bản chất cây nó lùn. Và đây cây cát hồng phấn của anh chị đây ạ, nhiều thân, nhiều giả hành. Hàng này nhà em có duy nhất 5 chậu thôi ạ. Hồng phấn đơn này cây to, khỏe khoắn, 200.000 đồng một chậu. Và sang một bên, sang bên đây, đó chính là một cái loại cát rất là được anh chị yêu thích. Cát này cây của nó rất là to, nhìn bề ngoài của nó thì đã rất là ưng cái chậu rồi. Và chưa kể nói đến mặt hoa của nó là màu trắng tinh khôi với cái họng của nó màu vàng. Nó còn gọi tên là cây trắng nhất điểm nha anh chị nhá. Đây em nhắc thử cho anh chị một bụi trắng nhất điểm xuống cho anh chị xem này. Thứ nhất là chậu của nó size to và thứ hai là mầm lên rất là đẹp luôn. Trắng nhất điểm em bán là 200.000 thôi. Riêng cái chậu trắng nhất điểm này em tham khảo trên thị trường người ta bán rẻ cũng phải 120. Còn đâu đó cũng có nơi người ta bán 250. Đó, đây là cây cát đỏ mít Đài Loan, cam đỏ mít Đài Loan ạ. Anh chị đã nghe cái dòng này chưa? Dòng này thì hoa của nó màu cam lửa, rất là rực rỡ luôn. Anh chị nhìn cái mặt hoa ở trên màn hình này, bông nó vừa to vừa đẹp. Loại cam đỏ mít Đài Loan, hàng này thì hàng chậu to anh chị nhá, 220.000 đồng một chậu cam đỏ mít Đài Loan. Tiếp đến đó chính là cây đỏ mắt mèo ạ. Cái đỏ mắt mèo này thì hoa của nó đây anh chị ơi. Anh chị nhìn cái hoa của nó này, rất là siêng bông và cái chậu này cũng là bầu size to này cả nhà này. Tuy nhiên thì cái dòng cát này nó không cao được như những loại kia. Đó, cũng là bầu size to hơn đấy ạ. Em bán là 180.000 thôi nhá. Đỏ mắt mèo là 180. Hắc tùng đỏ ạ. Ai mà chơi lan cát thì không thể biết đến ở cái dòng hắc tùng này. Đây là một trong những dòng lan cát laser bán với số lượng nhiều của shop nhà em. Và đây cái lô hắc tùng ngày hôm nay anh chị nhìn hộ em này. Chậu của nó khá là nhiều giả hành và thân của nó khá là nhiều anh chị nhá. Cái hắc tùng đỏ bình thường á, nó chỉ lơ thơ vài thân thôi và thân nó rất là bé. Em nhập những cái lô trước đây, nhập cái lô hàng bé rồi. Em nhập nói thật là bán một lô mà em không muốn lấy lần nữa bởi vì cây của nó quá nhỏ. Nhưng khi mà em nhập cái loại to hơn thì gần như là khách hàng thích rất là nhiều. Bởi vì chậu của nó to, trưởng thành và lô lần này cây nó đẹp lắm anh chị ạ. Mầm miếng em thấy rất là khỏe khoắn. Em bán là 200.000 đồng một chậu thôi. Riêng hắc tùng đỏ trên thị trường người ta bán chậu to lại khá là đắt tiền đấy ạ. Chim lửa, hoàng thảo chim lửa hay một cái tên gọi khác là cây đơn cam mặt trời ạ. Đây bông hoa bói cho anh chị xem này. Ra cái cây này anh chị phải trồng nhiều, trồng lâu ạ. Vòi ở cây của nó phát triển dài đến lúc thắt ngọn thì nó sẽ rực lửa cực kỳ luôn. Cái này người ta gọi là chim lửa bởi vì cái bông hoa nó rất là rực rỡ ạ. Đây bông hoa bói này. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị những cái chậu chim lửa này. Ví dụ như chậu này lùn lùn thì nó sẽ nhiều thân. Cũng có những chậu cao cao như này thì nó chỉ có 4 thân thôi này. Đấy anh chị ơi. Đấy hàng này hàng sưu tầm và hàng của Thái Lan nhé. Cây của nó khi nó thắt ngọn nó sẽ phình rất là to. Một số cây còn đang đâm nụ. Nụ này cũng là nụ bói đó, để biết mặt bông chứ còn nó chưa thể nào đẹp như là những cái bức ảnh mà trong cái video này. Đấy, hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu chim lửa với giá 150.000 thôi ạ. Cái hàng này nhà em về mấy lô rồi anh chị nhé. Gần như là thị trường không có cái loại chim lửa đấy đâu. Đấy, đơn ca mặt trời hay là chim lửa, anh chị đọc tên nào cũng được, cùng một loại hết ạ. Trầm tím ạ, trầm tím rừng. Anh chị ơi, những cái bông hoa trầm tím rừng vừa mới nở này, cái mắt của nó rất là đậm nha anh chị nhá. Hoa rất là thơm luôn. Đấy cả nhà này. Cái này thì em cân đối cho anh chị rồi. Đây ạ, những cái chậu phần này nó gần như là toàn bộ đều đang mầm hết nhá. Tất cả những lô trầm này đều đang lên mầm hết, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rất là nhiều mầm đẹp. Và đây cho anh chị thử xem này. Ví dụ đây là một cái khóm, một cái lô này em bán cho anh chị 100.000 này, anh chị được một cái rổ trầm rất là nhiều mầm như thế này. 100k, nhiều mầm, này rễ của nó còn đang tự thân phát triển này. Đây, đây là những cái lô 100.000 thì thân nó ngắn, cũng nhiều mầm nhưng thân ngắn. Nhưng mà anh chị chuyển sang cái loại này thì nó nhiều mầm và thân nó sẽ dài hơn. Đây cả nhà ơi, những cái lô này thì thân nó dài hơn này. Đấy, thì cái lô bên đây là lô 200.000. Đấy, lô 100.000 thì số lượng mầm cũng ok nhưng mà nó ngắn. Còn lô này là lô 200 nhá, mầm nhiều, có nhiều nụ luôn.
Đấy, anh chị thích lấy loại nào thì lấy nhá. Em còn có một số những cái phần em chia phần để cho anh chị dễ sưu tầm. Cái mắt của nó rất là đậm luôn anh chị này. Cái họng của nó này, cái mắt của nó này trầm tím rừng ạ, hoa thơm lắm ạ. Đấy, lô 100. Em có khá là nhiều phần để cho anh chị sưu tầm ạ. Cái mặt mọi người đây là lô trầm trắng này cả nhà này. Bông hoa của nó bói ra đây ạ. Bông hoa rất là thơm và rất là đẹp luôn. Đấy, khuôn bông bay đẹp. Và trầm trắng này là hàng trồng theo bảng ạ. Mỗi bảng này thì nó cũng đang xuống lá dần đây anh chị này. Đẹp lắm anh chị ơi, trầm trắng ạ, chuẩn hoa. Những cái thân tơ đang xuống lá và có cả mầm gốc lên này. Và lô này em đang giao lưu cho anh chị có 90.000 một bảng thôi ạ. 90k một bảng. Cái bảng này ghép gỗ rồi anh chị về chỉ phải treo lên và chơi thôi nhá anh chị nhá. Đấy, 90k ạ. Tiếp nữa là những cây tóc tiên đuôi chuột ạ. Cái dòng này hoa cực kỳ là siêu bông, hoa nó thơm lắm anh chị ạ. Riêng cái tóc tiên đuôi chuột này. Đấy, cái này là nó ghép bảng rồi nhá, dễ bám rất là chắc rồi. Đấy, dễ rất là nhiều, nó là dễ tự thân và nó cứ phát triển theo cái sư gió này thôi. Và anh chị về treo hộ em cứ như thế này và hoa nó sẽ nở ở phía trên phần đuôi này, phần gốc này. Và tóc tiên đuôi chuột này hoa rất là thơm, 130.000 đồng một bảng. 130. Kế tiếp bên đây là những cái chậu Dendro trắng ruby ạ, màu trắng tinh khôi nhá. Dòng này chậu nan nhựa, chậu to, chậu rất là nhiều thân. Ngày xưa cái này đếm thân tính tiền đấy ạ. Em bán cho anh chị một chậu trắng ruby này là 300k một chậu. Tiếp theo thanh lý giả hạt pháp 80.000 một chậu nhá. Còn 5-6 chậu này đang lên kỳ lên thân này. Đấy, đang kỳ ở trên thân. Hàng này hàng 180 hàng Tết. Em bán xả là 80k. Em còn ít em xả lỗ lốt luôn cho cái lô này nhá, 80.000. Zaza mini ạ. Anh chị ơi, cái Zaza mini này nó sổ ra rất là nhiều mặt bông này anh chị này. Có cả màu trắng, màu hồng, màu tím này. Cái này thì em sẽ mix cho anh chị nhiều màu trong một cái lô anh chị đặt nhá. Và cái Zaza này thì thực ra thì mọi người lưu ý nhá, có một số khách hàng ở miền Nam ví dụ như là mình nhận Zaza nó bị rớt một vài cái lá chân hoặc là bị vàng cái lá thì thực ra nó là một cái bản chất rất là bình thường của cây Zaza. Sau này đấy một lúc nào đó khi anh chị trồng Zaza nó cũng sẽ bị rụng lá như thế này. Nhưng mà chậu của nó thì rất là nhiều thân và cây của nó rất là khỏe. Đây em ví dụ như anh chị những cái chậu này thi thoảng có những cái lá vàng nó hơi khô khô mà em cũng phải cắt tỉa đi cho nó sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy, chậu rất là nhiều thân mầm lên rất là khỏe. Và hôm nay thì em chia sẻ anh chị một chậu Zaza nhiều thân như thế này với giá là 60.000 đồng ạ. Đấy, mặt bông thì cũng khá là đa dạng anh chị nhá. Sẽ mix cho anh chị nhiều màu khác nhau. Zaza mini thì em cũng không có nhiều đâu anh chị ạ. Bụi lần này lùm nhiều thân. Đây ạ, chỉ còn ở đâu đó tầm 15 chậu đó là hết hàng. Lô này anh chị không lấy thì hơi bị tiếc luôn. Đấy, không lấy hơi bị tiếc bởi vì chậu của nó nhiều thân đẹp lắm ạ. Còn nụ hoa của nó thì ví dụ như gửi đi xa vào đấy nó có thể bị ảnh hưởng, nó bị thui hay gì đó. Nhưng không sao ạ, quan trọng nhất là cái bụi nhiều thân mình về mình trồng làm giống cho em. Đây, ví dụ như anh chị một cái chậu Zaza khi mà cây nó ổn định này, nó nở hoa và nó siêng hoa cực kỳ luôn ạ. Đó, cho anh chị biết là cái mặt hoa của nó khi mà nó nở hoa nó đẹp cỡ nào. Đây là những cái kiều bảng, hàng của Thái nhá, kiều bảng. Kiều này thì đây là kiều trắng nhá, kiều trắng. Hàng bảng này dễ còn nó bám chắc chưa? Cái này về anh chị chỉ treo như này thôi. Hoa của nó cũng vòi rất là dài. Loại này em bán 120 một bảng.